Shalom, my friends. Đó là lời chào bình an cho các bạn của tôi. Vâng, bạn thân mến, Hà Nội vừa rồi qua một đợt nóng khủng khiếp. Người ta tính là tới hơn 40 năm qua mới có một đợt nóng nắng dài và kinh khủng như những ngày qua. Và tất cả cái đó đã qua rồi, bởi nhờ có một đợt mưa, đúng không? Chưa bao giờ người dân Hà Nội hay người dân cả miền Bắc này lại mong chờ có cơn mưa đến như vậy. Bởi nhờ một cơn mưa lớn mà cái nắng đó đã đẩy lùi và bây giờ thời tiết rất là mát mẻ và thật sự vui mừng, đúng không các bạn? Và lời lành cũng được ví giống như là một cơn mưa mát mẻ dành cho những con người đang khát và đang ở trên cái nóng bức của sa mạc. Và bạn thân mến, thật sự là như vậy. Hôm nay tôi sẽ nói với các bạn những lời lành. Vâng, và nếu các bạn đang là những người xem video clip ngắn này của tôi thì bạn là con người rất là tuyệt vời. Thật sự là như vậy, bạn là con người rất là tuyệt vời, rất đẹp, rất tài năng, rất khôn ngoan và rất có giá trị. Bạn là con người đáng được yêu. Và bạn thân mến, tôi nói với bạn như vậy, có lẽ bạn bảo chắc là lại cái gì đây. Và bạn có lẽ không tin vào những điều tôi nói. Tôi hiểu các bạn lắm, bởi vì ngay từ nhỏ chúng ta đã nghe rất nhiều những cái điều nói tiêu cực về bản thân mình, và thậm chí khiến cho chúng ta nghĩ về bản thân mình tiêu cực giống như người khác nghĩ về chúng ta vậy. Từ nhỏ có thể là bạn bè của mình đang chơi cùng với nhau, chúng nó nói rằng mày là cái thằng thế nọ, mày là thằng thế kia. Rồi đi học một chút, có thể các bạn bè cùng ngang phải lứa nó nói mày ngu lắm. Cô giáo thì có thể lại nói rằng ôi cái thằng này đầu đất hay là cái gì đấy. Lớn lên một chút, khi đi làm thì có thể các bạn thấy cơ quan, rồi tất cả những người xung quanh, thậm chí báo chí nói về bạn cũng rất là tiêu cực. Và bạn bỗng nhận ra mình, mình tự ti khi nhìn vào bản thân mình. Vâng, bạn thân mến, tôi cũng giống như các bạn thôi, cũng lớn lên trong một môi trường và rất nhiều những cái ý kiến, những cái nhận xét tiêu cực về người khác ảnh hưởng đến trên bản thân tôi. Tôi khi học xong phổ thông, tôi cũng nghĩ rằng mình tệ lắm, bởi vì khi học rất nhiều người nói rằng là mày thằng lùn, rồi người khác nói rằng mày là thằng xấu xí, rồi có người khác nói là thằng mày là thằng bất tài, rồi đến khi thi đại học trượt thì lại thấy rằng là ôi mình thật là vô dụng. Rồi mình đi thì, tán một cô gái, thấy cô gái không để ý đến mình, ôi thật là đau khổ. Thế đấy. Và như vậy tôi đã phải bỏ cái mảnh đất đó, đi ra nước ngoài du học. Và bạn biết không, ở tại đó cũng tương tự như vậy. Và tôi cảm thấy mình tự ti. Và bởi cái nền tảng như vậy, tôi bắt đầu chứng tỏ mình. Tôi đánh nhau, vâng, một cậu bé tí thôi, bằng một có thể đứng với cả cái người đánh nhau với mình, tôi đứng đến rốn họ thôi. Bởi vì học sinh nước ngoài, sinh viên nước ngoài thì họ to cao hơn tôi, nhưng cứ lôi chọi để lên đánh người ta. Và bị kỷ luật vài lần từ trường học. Và bạn biết đâu, cái điều này những người học cùng với tôi khẳng định và làm chứng cho tôi về điều này. Và bạn biết không, cho tới một ngày tôi đọc được một quyển sách và có một người đó nói với tôi rằng tôi là một con người tuyệt vời, tôi là một con người có giá trị, tôi là một con người đầy tài năng, tôi là một con người được yêu. Và bạn biết không, quyển sách đó chính là quyển Kinh Thánh. Và khi tôi nhận được điều đó, tôi bỗng nhận ra rằng trước đây mình đã sống trong một môi trường các cái sách khác, rồi các những người bạn xung quanh họ cũng đang ở trong cái tình trạng bị người khác nghĩ về mình tiêu cực, và họ muốn tôi cũng giống họ như vậy. Và sau khi đọc quyển Kinh Thánh, tôi thấy rằng thật là tuyệt vời, tôi được tạo dựng theo hình và tượng của Đức Chúa Trời. Và quyển Kinh Thánh không phải chỉ nói riêng về tôi không mà thôi, nhưng quyển Kinh Thánh đó cũng nói bạn nữa, bạn cũng được tạo dựng theo hình và tượng của Đức Chúa Trời, tài giỏi như Đức Chúa Trời và đáng yêu. Bạn đang được yêu, bạn được yêu thương và bạn rất có giá trị. Khi tôi nhận được điều đó, bạn biết không, wow, tôi bất chấp tất cả những cái lời khác, những cái lời mà ai đó nói về tôi. Tôi không quan tâm lắm, không còn thời gian để quan tâm tới những lời của người khác khen hay là chê mình. Tôi chỉ biết một điều rằng là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên tôi, yêu tôi. Thiên Chúa đó tạo dựng lên tôi rất là tài giỏi, rất là đẹp, bởi vì tôi được tạo dựng theo hình và tượng của Đức Chúa Trời.
Wow, có một cái niềm tin như vậy đã khiến cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi không còn nhìn vào cái hình dáng thấp bé của tôi nữa. Và tôi cũng nhận ra một điều rằng cái quan trọng không phải là bề ngoài. Bạn thân mến, cái quan trọng không bao giờ nằm ở phía bề ngoài, nhưng cái quan trọng nó nằm ở bên trong. Khi bạn nhận thức được một điều rằng là Đức Chúa Trời yêu thương bạn, tạo dựng lên bạn một cách tài giỏi, thì bạn ơi, cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Cuộc sống của tôi cũng vậy. Từ đó trở đi, tôi đã sống một cuộc sống khác, mạnh mẽ, như là con cái của Đức Chúa Trời vậy. Và bạn biết không, trong một thơ khác ở trong Kinh Thánh, thơ Ê-phê-sô chương 5, ngay từ dòng đầu có nói như thế này: hỡi anh em yêu dấu, hãy bắt chước Đức Chúa Trời. Tôi đọc những cái dòng đầy phước hạnh này và tôi bỗng thấy có một sự thách thức vô cùng lớn, lớn nhất trên thế giới này mà tôi có thể gặp phải. Đó chính là hãy bắt chước Đức Chúa Trời. Hỡi anh em yêu dấu, hãy bắt chước Đức Chúa Trời như là con yêu dấu của Ngài. Những cái lời để dạy phước hạnh. Và tôi cảm ơn Chúa về những lời đó. Bắt chước Đức Chúa Trời. Thực ra chúng ta làm sao mà bắt chước được Đức Chúa Trời nếu như không biết được Ngài như thế nào? Chúng ta không thể bắt chước được Đức Chúa Trời giống như là Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tỏ sức mạnh của mình, quyền năng của mình, hay sự khôn ngoan của mình, hay là những cái điều gì phước hạnh của mình, sự giàu có vinh hiển của mình, nếu chúng ta không biết Đức Chúa Trời như thế nào. Nhưng cảm ơn Chúa, trong Kinh Thánh kể lại một câu chuyện, đó là khi Chúa Giê-xu còn sống trên đất này, Ngài đã nói một câu như thế này: ai nhìn thấy ta, tức là nhìn thấy đấng đã sai ta. Ai biết ta, tức là biết đấng đã sai ta. Và bạn thân mến, biết được Chúa Giê-xu, hiểu được Chúa Giê-xu, cảm nhận được Chúa Giê-xu, thì chứng tỏ là chúng ta có thể cảm nhận được Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Và chúng ta có thể bắt chước được Đức Chúa Giê-xu. Bởi vì khi bắt chước Đức Chúa Giê-xu, tức là chúng ta trở nên giống Đức Chúa Trời. Thật là tuyệt vời, phải không các bạn? Bắt chước Đức Chúa Trời, bắt chước Đức Chúa Trời. Lời thách thức lớn nhất trong lịch sử cuộc đời của mỗi một con người chúng ta gặp phải. Chúng ta bắt chước Đức Chúa Trời sẽ làm cho công việc lớn lao như Đức Chúa Trời đã làm. Chúng ta sẽ suy nghĩ giống như Đức Chúa Trời suy nghĩ. Chúng ta sẽ đối xử với cả mọi người, đối xử với cả xung quanh, tạo vật xung quanh này giống như con yêu dấu của Ngài. Vâng, xin chúc các bạn có thể có được sức mạnh nhờ vào sức của Thiên Chúa mà bắt chước được Đức Chúa Trời để trở nên những con người lớn lao, để khiến cho đời sống của mình trở nên có ý nghĩa, mạnh mẽ, xứng với cả bản chất của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video clip lần sau. Goodbye and see you again.